Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Từ năm ngày 22 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kỷ niệm 75 ngày truyền thống lực lượng quân khu 3, 31 tháng 10 năm 1945, 31 tháng 10 năm 2015. Thành tựu trong thu hút đầu tư thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Triển khai tiết kiệm điện tại trường Đại học An Tảo, thành phố Hưng Yên, giảm áp lực cho học sinh tiểu học nhờ đánh giá năng lực không qua điểm số. Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lưu động hai vụ buôn bán ma túy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long Trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 3, 31 tháng 10 năm 1945, 31 tháng 10 năm 2015. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trung tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 3. Các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí Nguyễn Tri Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Hòa, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Tạ Hồng Quảng, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, bí thư thành ủy Hương Yên, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, các ban sở ngành của tỉnh cùng hơn 600 cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Ngày 31 tháng 10 năm 1945, theo quyết định của chính phủ, Liên khu 3 được thành lập và nay đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu 3. Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng chiến đấu, lực lượng vũ trang quân khu 3 đã không ngừng lớn mạnh. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Liên khu 3 đã đánh hơn 78.600 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu gần 400.000 tên địch phá hủy và thu hơn 42.000 súng các loại, hàng trăm nghìn phương tiện chiến tranh. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn đã đánh 39.450 trận, bắn rơi 1.526 máy bay, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ, bắn chìm, bắn cháy, 75 tàu chiến các loại. Trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, vùng đất quân khu 3 đã có nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng, trở thành niềm tự hào của dân tộc như Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Thị Chiên, đội du kích Hoàng Ngân, dân quân xã Nam Hạ. Toàn quân khu đã có gần 224.000 liệt sĩ, 95.473 thương binh, 53.696 bệnh binh. Với những chiến công và thành tích xuất sắc, lực lượng vũ trang quân khu 3 được đảng, nhà nước, quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý. 803 tập thể, 292 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 19.139 bà mẹ được phong tặng và cho tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân Hưng Yên đã đoàn kết một lòng, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đánh địch hơn 9.000 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống hơn 30.000 tên, phá hủy và thu nhiều vũ khí đạn dược, phương tiện chiến tranh của địch, lập nhiều chiến công vang dội. Tiêu biểu là trận đánh đồn Bần ngày 12 tháng 3 năm 1945 được đại tướng Võ Nguyên Giáp khen ngợi là trận đánh kiểu mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, hơn 130.000 nam nữ thanh niên, những người con của quê hương Hưng Yên đã hăng hái lên đường trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Đồng thời góp sức cùng quân dân miền Bắc đập tan hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Toàn tỉnh có 81 đơn vị tập thể, 32 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 1.994 bà mẹ được truy tặng phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương chúc mừng những chiến công và thành tích to lớn của quân và dân quân khu 3 nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh và các địa phương. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, quân khu 3 và lực lượng vũ trang tỉnh cần thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương Hưng Yên Anh Hùng, phát huy phẩm chất cao quý, bộ đội cụ hồ, tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực, kinh nghiệm của mình cùng đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đảm bảo yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với vị trí thuận lợi cùng cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện và đồng bộ, đưa Hưng Yên trở thành điểm đến của nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Trong 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước ở nhiều thời điểm diễn biến bất lợi cho doanh nghiệp, nhưng tỉnh Hưng Yên vẫn giữ được nhịp độ thu hút đầu tư khá so với các địa phương khác. Kết quả này đưa Hưng Yên trở thành tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước có tốc độ tăng thu ngân sách cao qua từng năm. Năm 2011 là năm đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, tỉnh ta mới có trên 900 dự án trong nước và nước ngoài vào đầu tư với tổng vốn trên 4,1 nghìn tỷ đồng và 1,7 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu nội địa đạt 3.200 tỷ đồng. Đến năm 2015, là năm cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã thu hút được gần 1.300 dự án đầu tư sản xuất, trong đó có trên 900 dự án trong nước với tổng số vốn trên 80.000 tỷ đồng và hơn 300 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn hơn 3 tỷ đô la Mỹ tạo ra nhiều sản phẩm thế mạnh như dệt may, cơ khí, sắt thép, điện tử, điện lạnh, phụ tùng ô tô, xe máy, thức ăn chăn nuôi. Tổng thu ngân sách năm 2015 ước đạt 8.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt hơn 5.300 tỷ đồng, tăng khoảng 2.000 tỷ đồng so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Kết quả sau 5 năm, tỉnh ta tăng thêm gần 400 dự án vào đầu tư. Tổng số vốn của các dự án trong nước và nước ngoài ước đạt 7,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,1 tỷ đô la Mỹ so với mục tiêu đề ra cho toàn nhiệm kỳ là thu hút 5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư của doanh nghiệp. Tỉnh Hưng Yên được nhiều doanh nghiệp chọn lựa là nơi đến đầu tư sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất. Chúng tôi cũng đã xem xét và suy nghĩ bởi vì là cái đầu tư ở tỉnh Hưng Yên là một cái tỉnh là rất cởi mở trong cái vấn đề đầu tư và gần như là trải thảm đỏ để các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn của mình. Và đấy là cái thuận lợi là tôi nghĩ là cái thuận lợi đầu tiên và cái thuận lợi lớn nhất ở đây. Còn ngoài ra thì là các cái cấp chính quyền các cái phòng ban là cũng tận tình giúp đỡ chúng tôi trong mọi vấn đề. Khi mà khảo sát để mà xây dựng cái nhà máy túi shopping này ấy, thì chúng tôi đã có tiến hành các cái bước đánh giá về vị trí địa lý, về nguồn nhân lực, về các cái hỗ trợ của chính sách địa phương vì thực ra năm từ năm 2010 11 đến nay thì có cái sự hỗ trợ rất tốt của các cái cấp chính quyền địa phương, các cái ban lãnh đạo địa phương họ cũng rất là sẵn sàng khi tôi tiến hành thì cái nhà máy túi này tôi chỉ trong có vòng có hơn một tháng, hai tháng chúng tôi đã được cấp phép đầu tư và nhà máy và đi vào hoạt động đến ngày hôm nay là đã tạo ra sản phẩm rồi. Các kết quả đạt được trên lĩnh vực thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh giai đoạn 5 năm từ 2011 đến 2015, quá nửa đầu nhiệm kỳ xảy ra suy thoái kinh tế thế giới, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Song tỉnh đã có những chỉ đạo kịp thời, ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà đầu tư, tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư, giúp Hưng Yên vẫn giữ được lợi thế của mình, tốc độ thu hút các dự án và đầu tư không ngừng tăng cao theo từng năm. Có thể nói với những lợi thế của mình cùng với chính sách thu hút đầu tư nhanh gọn, việc thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả nổi bật, điều này góp phần thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Yên là địa chỉ được nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh. Số dự án vào đầu tư tăng có phần thúc đẩy công nghiệp phát triển và tăng thu ngân sách nhà nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 7,8%, trong đó công nghiệp tăng 9,87%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch phát triển 10 khu công nghiệp tập trung như phố nối A, phố nối B, Minh Đức, Kim Động, Lý Thường Kiệt, v.v. với tổng diện tích gần 2.400 ha trong đó, nhiều khu công nghiệp đã được lấp đầy dự án và đầu tư thu hút được các dự án lớn với công nghệ hiện đại, có phần thúc đẩy các ngành nghề lĩnh vực khác trên địa bàn phát triển theo. Vừa qua, tại xã Quang Hưng, huyện Phù Cử, Sở Khoa học Công nghệ đã tổ chức hội nghị đầu bờ về dự án xây dựng và hoàn thiện quy trình cho cá chép lai V1 sinh sản nhân tạo. Tới dự có lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ, Chi cục Thủy sản, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện Phù Cử, Khoai Châu, Yên Mỹ và Ân Thi, cùng 200 đại biểu đại diện cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản xã Quang Hưng, các huyện thành phố trong tỉnh, các hộ nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh Ninh Bình, Hải Dương, Nam Định và thành phố Hà Nội. Các đại biểu đã được đi tham quan mô hình dự án nuôi cá đẻ của gia đình anh Lưu Văn Dũng ở thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, huyện Phù Cử. Nghe cán bộ trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ và anh Dũng đại diện chủ hộ nuôi cá báo cáo về quá trình cũng như quy trình xây dựng và thực hiện dự án cho cá chép lai sinh sản nhân tạo. Anh Dũng cho biết gia đình anh đã được dự án hỗ trợ 12 kg cặp cá bố mẹ sinh sản, 45 kg cặp cá hậu bị. Bằng kinh nghiệm của bản thân cùng với việc áp dụng đúng những quy trình đã được hướng dẫn nên kết quả thu được rất khả quan. Đến nay, gia đình anh Dũng đã cho cá chép lai sinh sản được ba lứa, thu được trên 50 vạn con cá bột chép lai V1. Cá giống sản xuất ra đến đâu đều được các cơ sở đặt tiêu thụ hết đến đó. Bởi cá chép lai V1 là giống cá chống chịu bệnh tốt, lớn nhanh và có khả năng thích nghi với điều kiện khắc nghiệt. Cá có tốc độ sinh trưởng nhanh, dễ nuôi, chất lượng thịt thơm ngon, giá cả lại phù hợp với khả năng tiêu dùng của phần đông người dân. Lợi nhuận bình quân ước đạt khoảng 280 triệu đồng một hectare. Hiện nay, nông dân thôn Văn Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động đưa cây mang tây vào trồng thay cho một số cây trồng kém hiệu quả. Dự án trồng cây mang tây có tổng nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh 500 triệu đồng cho 10 hộ hội viên nông dân tham gia mô hình vay vốn với diện tích 1 hectare trồng 16,5 nghìn cây mang tây. Hai loại là mang tây xanh và mang tây tím. Ngoài được vay vốn ưu đãi của dự án, các hộ còn được hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ một phần giá thành cây giống. Dự kiến cây măng tây sẽ cho thu hoạch vào dịp trước Tết Nguyên đán. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hạ Hiệp cung ứng cây giống chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời ký kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân trong 3 năm với giá thành cây măng tây xanh 50.000 đồng 1 kg, cây măng tây tím 60.000 đồng 1 kg. Thực hiện đề án tiết kiệm năng lượng quốc gia, Sáng nay, tại trường tiểu học An Tảo, thành phố Hương Yên, tỉnh đoàn đã phối hợp với công ty điện lực Hương Yên triển khai chương trình trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện năm 2015. Bằng hình thức trực quan dưới giỏm của tuyên truyền viên kết hợp lồng ghép trò chơi giao lưu giữa học sinh và người dẫn chương trình kèm theo quà thưởng, chương trình trường tiểu học tiết kiệm điện tại trường tiểu học An Tảo đã giúp các em tìm hiểu được tính chất vật lý cơ bản của dòng điện, cách sử dụng các thiết bị điện thông dụng trong các hộ gia đình an toàn và tiết kiệm như tắt thiết bị điện khi không sử dụng, không thả diều vui chơi trong khu vực có đường dây điện chạy qua, ưu tiên sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm, sử dụng công nghệ mới biến tần inverter, thiết bị năng lượng mặt trời, vân vân. Nhằm tạo phong trào tiết kiệm điện bền vững, trường tiểu học An Tảo đã cho ra mắt đội tuyên truyền mang non về sử dụng điện tiết kiệm. Qua chương trình đã giúp cho gần 1.000 thầy và trò hiểu thêm lợi ích của việc sử dụng điện tiết kiệm, không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng quốc gia mà còn giúp tiết kiệm ngân sách gia đình. Trong dịp này, ban tổ chức chương trình đã tặng 10 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó của trường. Được biết từ nay đến hết tháng 11 năm 2015, chương trình sẽ được triển khai tại 10 trường trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giảm áp lực cho học sinh tiểu học năm học 2015-2016, cùng với các trường tiểu học trên cả nước, các trường tiểu học tỉnh ta tiếp tục thực hiện thông tư 30 kiểm tra đánh giá học sinh bằng nhận xét và bỏ chấm điểm thường xuyên. Bước sang năm thứ hai, thực hiện thông tư 30, các giáo viên trường tiểu học Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang đều đã quen với cách đánh giá mới. Cùng với sự vào cuộc tích cực hướng dẫn đúng hướng của ban giáo hiệu nhà trường, những vướng mắc trong vấn đề sổ sách ghi nhận xét của các giáo viên cũng đã được tháo gỡ. Những e ngại và mệt mỏi của thời gian đầu thực hiện ở năm học trước đã được thay thế bằng sự chủ động và nỗ lực tìm kiếm những phương pháp mới thích hợp hiệu quả của nhiều giáo viên hơn lúc nào hết, giờ đây các cô hiểu những vất vả của mình đều là vì học sinh. Thông tư 30 ra đời là nhằm giảm bớt cái áp lực cho học sinh về điểm số. Mặt khác giúp giáo viên đổi mới phương pháp trong quá trình dạy học để làm sao mà các cái hoạt động dạy học phù hợp với từng đối tượng của học sinh. Lãnh đạo nhà trường là trực tiếp dự cùng với lại tổ trưởng chuyên môn để cùng nhau tháo gỡ, tư vấn, giúp đỡ cho giáo viên thực hiện tốt cái việc đánh giá học sinh. Việc đánh giá học sinh theo nguyên tắc coi trọng động viên khích lệ đã cho thấy những chuyển biến tích cực. Trên lớp, các em trực tiếp được cô chỉ bảo những điểm mạnh yếu của bản thân và cũng hiểu được ý nghĩa của những lời nhận xét của cô. Khi cháu đọc được những lời nhận xét của cô giáo thì cháu cảm thấy rất vui ạ. Vì cô giáo đã khen cho học tập tốt ạ. Từ đó thì cháu cảm thấy mình hứng thú, cố gắng hơn ạ. Trước đây cháu có học kém môn toán và sau khi cô giáo phê và trong vở cháu biết điểm yếu của mình và cháu có tinh thần học hơn ạ. Bây giờ cháu đã học tốt môn toán hơn rất nhiều ạ. Ở trường tiểu học Tô Hiệu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, nhiều giáo viên cũng tìm được những phương pháp sáng tạo và hiệu quả. Tiêu biểu như cô giáo Cao Thị Hồng Thơ đã đưa ra những đội quy riêng của lớp có đề cập đến 3 khía cạnh mà thông tư 30 đặt ra, đó là rèn kiến thức, kỹ năng và năng lực phẩm chất. Trên lớp có một cuốn sổ nhật ký để học sinh nhận xét lẫn nhau và tự nhận xét. Nếu như trước đây động cơ học tập của các em chủ yếu là vì điểm số, thì giờ đây các em đã ý thức được học để phát triển năng lực phẩm chất cho chính mình. Trước kia cháu cũng nhút nhát lắm, bây giờ cháu không thế nữa. Đến trường ngoài về học tập, cháu còn tham gia diễn kịch nữa. Cháu cảm thấy rất là vui và đầu óc thoải mái. Với những tín hiệu khả quan này, hy vọng rằng trong thời gian tới, cùng với sự công tâm lòng tận tụy của đội ngũ giáo viên, mục tiêu cải cách giáo dục bậc tiểu học sẽ được thực hiện hiệu quả hơn, góp phần tạo môi trường học tập vui tươi phấn khởi cho học sinh mỗi ngày đến lớp, giúp các em hoàn thiện được các kỹ năng, có ý thức tự học vươn lên trong học tập và trong các hoạt động giáo dục tại nhà trường, đồng thời tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kim Động tổ chức lễ khởi công xây dựng trạm y tế xã Vĩnh Xá. Trạm y tế xã Vĩnh Xá được thiết kế 2 tầng, diện tích sử dụng 480 m2, có các phòng chức năng như phòng khám, phòng sinh và một số phòng phụ trợ. Với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hưng Yên đầu tư 1,5 tỷ đồng, còn lại là vốn từ ngân sách huyện và địa phương. Dự kiến sau thời gian 12 tháng thi công, công trình sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Công trình khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đồng thời là cơ sở để xã Vĩnh Xá sớm hoàn thành tiêu chí về y tế trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngày 21 tháng 10, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức bàn giao công trình thanh niên thắp sáng đường quê cho thôn Nhật Lệ xã Nhật Quang, huyện Phú Cư. Công trình có chiều dài là 3,9 km với 130 bóng compact bao bọc bằng máng inox cùng các trang thiết bị đi kèm với tổng kinh phí thực hiện là 20 triệu đồng. Công trình được thực hiện đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong đoàn viên thanh niên công an tỉnh tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, công trình hoàn thành nhằm giúp đỡ nhân dân và thanh thiếu nhi tại khu vực nông thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để học tập sinh hoạt, đồng thời tạo niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an, góp phần đẩy lùi tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Tòa án nhân dân tỉnh vừa tổ chức xét xử sơ thẩm hai vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Văn Thuyết, thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên và bị cáo Nguyễn Như Hưng, thôn Phương Trù, xã Thư Dân, huyện Khoai Châu với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, bị cáo thuyết bị cơ quan công an tỉnh phát hiện khi đang có hành vi bán heroin ở gần cổng trường trung học cơ sở Phương Triệu, thành phố Hưng Yên. Còn đối với bị cáo Hưng đã có hành vi bán heroin tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Thuyết 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Như Hưng 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sáng ngày 19 tháng 10, Nguyễn Hữu An, sinh năm 1991 ở xã Hạ Lễ, huyện ân Thi đã dùng dao liềm hành hung ông Nguyễn Hữu Việt sinh năm 1946 cùng quê, bị thương ở đầu và bụng. Ông Nguyễn Văn Trọng là công an viên đến can ngăn cũng bị đối tượng An dùng hung khí chém vào tay phải. Ngay sau đó, hai nạn nhân trên được chuyển vào khoa chấn thương bệnh viện đa khoa tỉnh để chữa trị. Được biết, đối tượng An có triệu chứng tâm thần. Trước đó vào ngày 20 tháng 7, An đã gây gổ với ông Việt. Hiện An được đưa vào bệnh viện tâm thần kinh tỉnh để điều trị. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các doanh nghiệp ở Tiên Lữ sẵn sàng chủ động trong sản xuất kinh doanh khi Việt Nam gia nhập TTP. Em Bùi Anh Quốc, giàu nghị lực vươn lên trở thành học trò xuất sắc của trường trung học cơ sở Đào Dương. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.